là có một vị hỏi là sư cho con hỏi vì sao khi ngồi thiền phải có một cái tấm lót đệm ở phía dưới, còn ngày xưa thì dùng rơm lót phía dưới chỗ ngồi, thì việc làm như vậy có nghĩa gì vậy sư? Thì sư xin thưa là chẳng qua mình ngồi mình kiếm cái chỗ lót để mình ngồi nó êm thôi, chứ không có cái tác dụng gì hết. Tại vì hồi xưa đó, làm gì có cái chuyện mà nền lót gạch như bây giờ. Cái chỗ ngồi nhiều lúc nó cộm, rồi mình ngồi nó rất là đau. Sư thấy ví dụ đi quý vị thử mà ra ngồi chỗ mấy gốc cây ấy, ngồi sao nổi. Nào là rễ cây, nào là đá, là sỏi, cái đất nó không có bằng phẳng nữa. Cho nên mình có nhu cầu là mình lót cho nó êm để mà mình ngồi. Nó chỉ có tác dụng vậy thôi. Thành ra đó, như sư là sư chỉ ngồi ở đây, sư chỉ cần có một cái tấm trải để mà mình coi như là tránh cái sự dơ bẩn, ví dụ như cái chỗ chưa quét hoặc tránh cái chỗ dơ, mình ngồi thôi. Chứ không nhất thiết là phải có một cái tấm tọa cụ, hoặc nhiều người là họ cần luôn cả cái gối để mà lót cái xương cục ở đằng sau ấy. Thì cái việc lót xương đó chẳng qua là có một số vị khi mà họ không có cái gối đó thì họ ngồi nó bị khom lưng, hoặc ngồi nó không có vững thì họ lót. Đó là cái nhu cầu cá nhân. Đừng có đem cái đó ra là một cái quy định bắt buộc là mọi người ngồi là phải như vậy. Thì sư không đồng ý, bởi vì trong kinh điển Đức Phật không hề nhắc gì tới cái chuyện đó. Chẳng qua là bây giờ mình ngồi thiền ấy, thì mình cần cái chỗ ngồi cho nó yên ổn tí xíu, cho nó êm ái. Ví dụ như chỗ nó không có bằng phẳng thì mình lót sao cho nó bằng phẳng để mình dễ dàng mình ngồi thôi. Chứ không có phải là mình cần phải thế này thế kia. Nhớ ha, tinh thần hành thiền là mình tập trung vào đề mục thiền, chứ không phải là mình chỉnh sửa oai nghi cho nó đẹp. Nhớ nhỉ.